Xin tất cả mọi người, chào mừng ngày đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà chủ nhà nhờ bán. Với cái căn nhà này thì được xây dựng từ năm 2020 mọi người ạ. Với cái thông số nhà như sau, hướng nhà là hướng Đông Nam. Với cái diện tích là 35,5m, ngõ trước nhà 2,5m, cách với lại trục đường ô tô đi lại 50m, cách với lại trục đường chính Quang Trung khoảng tầm 100m nha mọi người. Và căn nhà này thì theo hiện trạng của nó ấy, đã được xây dựng 2 năm, lô góc, hai mặt thoáng và nó cũng còn khá là mới nha mọi người. Chủ nhà sẽ bán theo hiện trạng của căn nhà và Ngọc Ánh sẽ quay và review cho quý vị có như thế nào thì là y như thế. Với phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm kính. Với cái căn nhà này nha mọi người, em sẽ nói qua một chút về cái vị trí của nó thuộc tổ dân phố 1, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái căn nhà này ấy, thì nó cách với lại trục đường chính Quang Trung nó khoảng tầm 100m, nó gần với bến xe Yên Nghĩa. Từ vị trí bến xe Yên Nghĩa đi vào đây nó chỉ khoảng tầm 800m thôi mọi người ạ. Giao thông đi lại rất là thuận tiện và nó gần với lại tuyến đường sắt trên cao Cát Linh. Xung quanh đầy đủ tiện ích chợ, trường, phường trạm, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Giao thông đi lại thuận tiện. Quý vị nào mà muốn làm với cái khu vực Hà Đông gần với bến xe Yên Nghĩa, gần với tuyến đường sắt trên cao thì căn nhà này khá là hợp lý để cho quý vị có thể lựa chọn. Hướng nhà Đông Nam thì rất là mát và ưu điểm của nó là lô góc hai mặt thoáng. Với cái đây là phần phòng để xe nha mọi người. Cái căn nhà này thì thiết kế nó khá là hợp lý. Xây từ năm 2020, em sẽ nhấn mạnh lại nó không phải là nhà mới tinh nha mọi người. Nó không phải nhà mới tinh, tuy nhiên nếu như theo hiện trạng thì quý vị có thể nhìn thực tế là nó không quá cũ. Và đây là cái phần để xe của ngôi nhà, gạch lát nền, kích thước gạch 50-50 vân đá. Đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Diện tích nhà là 35,5m, lô góc thoáng, bởi vậy cho nên cái sử dụng trong căn nhà này nó rất là thoáng. Hiện tại thì điện nó đang không có mọi người nha, nó đang mới bị cắt điện ấy, thì là nó hơi tối một chút. Đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Xung quanh bếp ở đây thì là có tủ bếp rồi. Đây là cái phần hút mùi này đó, chủ nhà trước đã lắp đặt đó, chậu rửa, vòi rửa. Với căn nhà này thì theo hiện trạng quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay, bán đúng theo hiện trạng của ngôi nhà là có những cái gì ở trong nhà thì Ngọc Ánh sẽ quay và review cho quý vị như vậy. Đây là cái không gian phòng bếp. Thì ở đây là chủ có lắp cho mình một chiếc quạt đảo trần này. Đấy, thế thôi. Còn hệ thống đèn LED, chiếu sáng, trần thạch cao, mọi cái là đúng theo hiện trạng là bán đầy đủ hết cho mọi người. Phần tầng 1 của ngôi nhà thì có một phòng vệ sinh đáp ứng cho mình công năng sử dụng với bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của cái ngôi nhà này. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Quan trọng nó là vị trí của căn nhà. Thì vị trí căn nhà này Ngọc Ánh sẽ nhắc lại với mọi người, nó là thuộc tổ dân phố 1, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và đấy, đường ngõ trước nhà rất thông thoáng, hướng nhà như vậy, vị trí đi lại thuận tiện. Mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Bên trên ngôi nhà thì thiết kế như sau. Đây là phía tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế phòng khách. Phòng khách đây, ngập tràn ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng. Với cái căn nhà này ấy, hướng cửa chính là hướng Đông Nam và bên đây là hướng Tây Nam mọi người ạ. Cho nên buổi sáng nó sẽ hơi nắng, còn buổi chiều thì nó sẽ rất là mát nha mọi người. Nó cửa sổ thiết kế hai lớp. Đây là phần phòng khách, quạt trần này. Và ngày trước thì chủ nhà có khoan, đây chắc là phần tivi mọi người ạ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng đầy đủ cho mình. Vách lam ngăn giữa cái phần phòng khách và phần cầu thang. Nói chung với cái căn nhà này quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Nếu như mà quý vị không thích cái phòng như này thì quý vị có thể làm phòng kín. Cái này thì tùy công năng sử dụng cũng như là cái mục đích sử dụng của mỗi hộ gia đình. Còn đây là cái phòng ngủ mọi người ạ. Phòng ngủ ở phía tầng 2 của ngôi nhà. Đây là phần phòng ngủ. Cửa sổ hai bên rất là thoáng, hệ thống trần thạch cao đó, gạch lát nền, kích thước gạch 60. Cửa thông phòng thì thiết kế là cửa gỗ. Nói chung là cái căn nhà này hiện tại thì chủ nhà đang chào bán với cái giá là 2.600.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu với cái căn nhà này, quý vị có thể vay tối đa được 1.3 đến 1.5 tỷ tiền ngân hàng nha mọi người. Phần còn lại thì mọi người chuẩn bị trước là tiền mặt
được vay tối đa là 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất nha mọi người. Xung quanh vị trí căn nhà này thì dân cư vô cùng đông đúc. Xung quanh đấy mọi người ạ, đây, rất là đông, đi lại thuận tiện. Đây, cái phòng ngủ này thì vì nó là lô góc cho nên nó không phải là vuông đét mọi người nha. Đây mọi người có thể nhìn thực tế đây, vì nó là lô góc đấy. Tất nhiên là nó sẽ có ưu điểm và nhược điểm. Ưu điểm của nó thì là lô góc, nhược điểm của nó thì nó không vuông. Vậy thôi, đây là cái phòng vệ sinh tầng 2 của ngôi nhà. Đây là phòng vệ sinh tầng 2 nha mọi người. Đó, nhỏ nhắn, hợp lý, đáp ứng đầy đủ những cái thiết bị vệ sinh cần thiết ở trong một cái không gian phòng vệ sinh của ngôi nhà. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Và tầng 2 của ngôi nhà thiết kế một phòng ngủ, tầng 3 thiết kế hai phòng ngủ thoáng trước sau. Đây là phòng ngủ phần tầng 3 ở phía bên trong. Đây, ngập tràn ánh sáng. Căn nhà này thì nói thật với mọi người luôn là quý vị không về không cần phải sửa sang gì cả, về là chỉ việc sắm sửa đồ dùng về và ở ngay thôi. Đây, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Sơn ở đây thì nó hơi cũ một chút nha mọi người. Nói chung là căn nhà này bán theo hiện trạng, chứ Ngọc Ánh không chia sẻ đây là căn nhà mới tinh. Đây là phần phòng ngủ ở phía bên ngoài. Đây mọi người có thể nhìn thực tế. Đây là cái phần trước người ta lắp điều hòa ấy, thì nó còn hơi cũ và cái phần sơn này nó cũng bị bợt màu rồi. Nhưng mà nói chung là không sao. Nếu như quý vị nào đang tìm nhà lô góc, muốn một cái lô góc thoáng mặt ngõ, gần bến xe, gần tuyến đường sắt trên cao, quý vị đi làm ở khu vực Hà Đông, thì căn nhà này rất là hợp lý. Phòng vệ sinh tầng 3. Đây, mỗi một tầng đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng đầy đủ theo từng tầng, theo từng phòng. Đó, mời mọi người theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà, tầng 4. Với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như thế này mọi người ạ. Tầng 4 thiết kế một phòng thờ, một khu vực để máy giặt và một sân phơi. Đây là phần phòng thờ. Phòng thờ của gia chủ cũ nha mọi người. Đó. Đây, mọi người có thể nhìn thực tế. Nói chung căn nhà đây là phần phòng thờ rất là thoáng. Cửa sổ đây. Phòng thờ này cũng khá là rộng đấy mọi người. Đây là phần để máy giặt, một cái phần để máy giặt riêng. Và đây là phần sân phơi. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế. Đây là phần sân phơi và phần xung quanh của căn nhà này như thế nào. Nó là thực tế, em quay thì nó rất rất chi là thực tế. Cho nên mọi người cứ yên tâm là Ngọc Ánh mà đã review thì nó cái độ chính xác của nó đến tầm 98% mọi người ạ. Còn 2% một chút thì mọi người cứ cho em su xê nếu như còn nói sai cái khoảng cách, bởi vì em không đi đo thực tế 100%, cho nên là em sẽ ướm áng chừng theo cái kinh nghiệm làm việc thôi mọi người ơi. Và với cái giá chào bán 2 tỷ 600 triệu đồng, sổ đỏ đầy đủ, ban giao nhà luôn, diện tích 35,5 m, hướng nhà là hướng đông nam, mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về căn nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 043 403 hoặc 0888 041 444 nhá. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.